tuyệt vời nhất chính là nhóm Wings đã chiến thắng và sống yên bình với cuộc sống tiên nữ. Nhưng không, nhóm Wings lại phải đương đầu với những hiểm nguy mới khi mà sức mạnh tiên nữ bị khống chế. Quyển sách huyền thoại, hãy biến quái vật trong sách thành hiện thực. Với quyển sách Legendarium trong tay, ta sẽ đánh bại các ngươi. Nhưng bằng lòng dũng cảm, đoàn kết và sự quyết tâm của chính mình, một lần nữa các cô gái xinh đẹp đã đạt được sức mạnh Blumis. Hay lắm. Và sức mạnh Mythic. Hãy xem đây. Ta sẽ là người cai quản thế giới phép thuật. Những nàng tiên Wings xinh đẹp phát sóng lúc 19:30 thứ 2 tới thứ 6 hàng tuần trên HTV3.